Dạ cái này tại mình muốn làm chứ Phật đâu có Phật đâu có đòi hỏi mình làm Phật tượng gì đâu, không? Ngay cả bây giờ mình làm tượng Phật ngọc, tượng Phật bằng đá xanh, đá trắng, đá quý, hột sòn, tự mình có khả năng cái gì mình làm lấy, chứ còn Phật không có đòi hỏi gì hết, đúng không? Cái này thành tựu ra nó không có, nó đơn giản vô cùng, là vì bản thân Đức Phật á, Đức Phật không hề có quy định là mai mốt tôi chết rồi các vị nhớ làm tượng tôi đeo ngay ngực nghe không, nhà các vị nhớ để hình tôi nghe không. Phật không cần, Phật không bao giờ hỏi thật không. Mà ngay cả thời của Phật á, không có tổ chức sinh nhật Phật, không có tổ chức lễ Phật đản nha. Lễ Phật đản chỉ được tổ chức sau khi Đức Phật niết bàn, nói gần gũi là sau khi Đức Phật mất, rồi đệ tử mình bắt đầu mới lấy cái ngày sinh của Phật làm cái ngày lễ Phật đản. Và kể từ khi Phật mất mình mới có Phật lịch, chứ thời Phật không có Phật lịch. Thời Phật không có Phật lịch. Khi Đức Phật mất rồi mình mới gọi là Phật lịch năm thứ nhất, Phật lịch năm thứ nhì, suốt cho tới bây giờ là Phật lịch 2568. Quý vị đi chùa quý vị hay thấy đó, chữ Thi với chữ L đó, thấy chữ Thi với chữ L là hiểu đó là Phật lịch. Mà hỏi Phật lịch tính từ lúc nào? Tính từ sau khi Đức Phật qua đời, kể từ khi Đức Phật mất mới gọi là Phật lịch. Và kể từ khi Phật mất mình bắt đầu có tổ chức sinh nhật, gọi là Phật đản. Chứ còn thời của Phật không có cắt bánh sinh nhật Phật không có, không ai tổ chức sinh nhật gì Phật hết. Và đồng thời là mình nhớ là cái chủ đích của Đức Phật là muốn hướng dẫn cho con người tu tập giải thoát khổ đau. Giải thoát là cái quả. Mà giải thoát cái gì? Giải thoát khổ đau. Mà cái gì làm con người khổ đau? Chấp chưa? Thí dụ mình đẹp, mai muốn mình già mình không chấp nhận là một chấp. Mình khỏe, tự nhiên bữa nay mình bệnh, mình không chấp nhận sự thật là mình chấp. Thì Đức Phật nói sự thật cho mình nghe, con người có già, có bệnh, có chết. Nếu mà anh đi qua từng giai đoạn như vậy là anh phước quá trời rồi. Già, rồi bệnh, rồi chết. Tại trên đời này có những người chưa già đã chết, chưa già đã bệnh. Mà anh đi qua được những giai đoạn già, rồi bệnh, rồi chết, anh muốn gì nữa giờ? Mà anh không chấp nhận là anh khổ. Mà anh chấp nhận được nó là anh giải thoát. Vậy thì mục đích của Đức Phật không phải để quảng cáo một ông thần, tôi là thần. Không, Đức Phật chỉ là thầy, chỉ rõ sự thật để cho chúng ta hiểu, để chúng ta giải thoát. Mà giải thoát không phải là đợi chết, giải thoát ngay trong cái từng đời sống của chúng ta. Ví dụ như thời dịch bệnh, kinh tế khó khăn, ai cũng giống nhau. Cái người ta đang giàu có rồi người ta xuống trung lưu, rồi mình đang trung lưu mình xuống thấp hơn, tại nó xuống là xuống lượt. Nhưng mà tùy khả năng mỗi người, mỗi hoàn cảnh đi xuống, chứ không phải mình. Sao anh kia ảnh vẫn có cơm ăn hoài vậy? Đúng rồi, tại từ ảnh giàu anh xuống tới đây, còn mình từ đây xuống nữa. Thành thử ra, nhưng mà mỗi người đều phải tự ý thức cái hoàn cảnh của mình để mình gói ghém mình sống trong mọi hoàn cảnh để mình không có khổ đau. Thành thử khổ là gì? Khổ là khi mình không chấp nhận, chứ không có gì nữa. Thành thử ra còn mấy cái chuyện mà mình tạo tượng Phật cỡ nào, hình thức làm sao là do tự mình và với cái lòng tôn kính của mình. Cho nên hồi đó đó người ta tổ chức Phật Ngọc Hòa Bình, nhớ không? Cái tượng Phật Ngọc đi vòng vòng. Thì Pháp Hòa cũng mời về Canada, nhưng mà Pháp Hòa đặt cái một cái ý nghĩa rất là rõ ràng. Thứ nhất, không phải tượng Phật này mang lại hòa bình mình mới đem về. Tức Phật, Pháp Hòa chỉ quý một cái tác phẩm nghệ thuật, một cái tấm lòng của người chủ tạc tượng mời về để cho Phật tử được chiêm ngưỡng, và không được tổ chức và không cho phổ biến bất cứ mọi hình thức nào gọi là mạng Đà La, rơi chụp hình có mạng Đà La rơi xuống. Pháp Hòa không có nói chuyện nữa. Và trong suốt 7 ngày tổ chức Phật Ngọc là Pháp Hòa mời các chùa Lào, Thái,
bất cứ quốc gia nào có mặt ở tại chỗ Hòa là Phó Hòa mỗi 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 chùa về đó hướng dẫn tụng kinh một ngày. Thành thử ra trong suốt 7 ngày đó là 7 ngày tu. Thỉnh Phật về để 7 ngày không có tổ chức văn nghệ gì hết, chỉ tu học thôi. Mọi người tới ăn trưa rồi tụng kinh rồi tu tập. Thành thử ra mình làm nhưng mà mình đặt cái mục đích làm gì vậy thôi. Thấy không? Thành thử ra và cái gì nó cũng có những giây phút nó thỉnh và có những dân lưu nó bình thường. Ví dụ như thời đó là đi đâu cũng nghe Phật đọc. Bây giờ mọi việc nó bình thường. Cho nên mình cố gắng sao mình giữ được cái tâm mình bình thường để lúc nào mình cũng thường. Còn bất thường thì có những lúc mình sẽ không bình thường. Để ý là vậy. Cho nên cái câu hỏi thì tại sao Đức Phật là người đi tu bỏ hết mà cắt ái ly gia mà sao giờ thấy Phật ngọc, Phật hột xoan vậy đó. Tại mình thôi chứ Phật đâu có biết mình giàu cỡ nào đâu, Phật kêu mình làm gì đúng không? Ai có khả năng gì thì tạo đó. Phật đến xét thời dẫn linh như thường. Ngày xưa người ta chỉ cần có một cái bức hình giấy ta thờ là quý rồi. Thì ngày nay thì được hoàn cảnh con người khá hơn thì mình tạo những cái bức tượng theo cái khả năng của mình thôi. Cái việc mà khi chúng ta sắp mất á, mà mình niệm Phật 10 hiệu để giảng sanh á, thì con số 10 đó đó là một biểu tượng. Thí dụ trong kinh nói á, quá 10 muôn ức cõi, quá đi qua khỏi 10 cõi mình sẽ đến được cõi, mình sẽ thấy được cõi nước Phật A Di Đà là cõi cực lạc. Thì con số 10 là biểu tượng cho cái gì? Nó biểu tượng cho 10 cái phiền não căn bản của chúng sanh. Mà căn bản nhất là gì? Tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến. Rồi từ cái ác kiến này nó chẻ thêm 4 nữa. Từ cái kiến là cái thấy đó. Rồi trong cái thấy này nó chi tiết một chút. Thấy thấy làm sao? Thấy lệch lạc là tà kiến. Thấy không? Tà kiến. Rồi cái thấy của mình, rồi mình chấp vào cái thấy đó gọi là kiến thủ. Thấy không? Rồi mình những cái giới điều mình học á. Thí dụ như Phật nói, Phật thí dụ thôi, mình thọ, mình ăn chay, rồi mình bắt buộc là phải thế này thế kia gọi là giới cấm thủ. Tức là có những điều mình học nhưng mình không có linh động được cái đó. Thì đại khái tổng cộng lại là 10 thứ. Người nào mà qua được 10 cái khổ, 10 cái phiền não căn bản này thì người đó có một cái cảnh giới an lạc của nội tâm. Cho nên trong kinh đó là quá 10 cái bước cõi sẽ gặp cái cõi giới của Phật Di Đà. Còn trường hợp 10 niệm, tại vì thường thường con người mình á, một niệm thôi là vừa thấy cái này là niệm bắt đầu nó xanh. Không, mà ví dụ ha, vừa gặp cái chị, ủa chị sao bữa nay thấy chị xanh hơn bữa trước vậy. Tức là con người mình nó ít khi nào mình chánh niệm là mình nhận diện cái sự thật nó ngay giây phút của mình, mà mình luôn luôn lấy một cái hình ảnh khác, một con người của ngày trước ngày hôm qua đó. Cho nên ít khi nào mình một niệm đó, đúng không? Mình gặp một hình ảnh là niệm thứ hai, niệm kia thì ủa sao chị không giống bà kia, anh sao không giống người nọ. Lúc nào cái tâm mình cũng bị chi phối. Cho nên cố gắng làm sao mà trong vòng bao nhiêu niệm đó của mình, đó niệm là gì? Niệm là một cái khởi nghĩ. Mình niệm Phật Di Đà, niệm Phật, miệng niệm, tai nghe, biết rõ, không cái khác xen vào. Còn thường thường mình đó, đang ngồi niệm Phật nhưng thấy ai vô, giơ tay. Tức là mình niệm Phật nhưng mình vẫn cái tâm, cái đầu mình nó vẫn phóng. Khách có tới cái quách quách vậy vô, biểu vô. Rồi cái tức là mình niệm nhưng mà mình niệm mà mình busy, mình muốn direct người này, mình chỉ người ta kia, cho nên mình không có nhất niệm. Thành thử ra đâu phải nghe dễ không? Nghe thì dễ phải không? Nhưng mà thật sự đâu phải dễ. Làm sao mình có được từ một niệm tới 10 niệm, tức là từ một câu ngợt này liên tục tới câu kia mà tâm không khởi niệm. Thì chỉ cần, không cần Phật nào rước, chỉ cần mình bây giờ thử đi. Quý vị đừng đợi tới cái giây phút đó tôi để tôi thử có 10 niệm nổi không. Mình phải tập ngay bây giờ. Cho nên có những vị người ta dạy mình niệm Phật mà. Có 12 cách niệm đúng không? Có cái trường hợp mình niệm 10 niệm một hơi nha. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật.
bấm một chữ. Nếu hơi thở của mình dài á, mình 3 niệm một chuỗi, 10 niệm một chuỗi, không nhất thiết phải mỗi niệm mỗi chuỗi. Thí dụ quý vị cầm chuỗi nè, Ai Di Đà Phật, Ai Di Đà, Ai Di Đà Phật, bấm một. Nếu mình sức khỏe không có, mình 3 niệm thôi. Nhưng mà 3 niệm cho miên mật, 3 niệm đó chỉ miên mật. Mình phải tập ngay giây phút mà mình còn khỏe. Bây giờ bữa nào mấy anh chị đi làm về, mấy anh chị tập về khoảng 5 phút, 10 phút. Lúc đó, sau 10 phút quý vị sẽ khỏe lắm. Tại vì lúc mình không thấy gì nữa. Nhưng mà mình tập từng niệm trước. Ai Di Đà Phật, Ai Di Đà Phật, Ai Di Đà Phật. Đó là một cách thức thiền. Nhưng mà mình ngồi thiền mình hơi thở. Bây giờ mình thiền mình lấy danh hiệu Phật. Cho nhiều vị ta còn đặt hình Phật trước mặt nhìn. Ta nhìn Phật, ta niệm 3 niệm mà không nghĩ gì hết. Thành một niệm. Thầy phải tập bây giờ để cho nó thuận. Chứ còn xin phép đại chúng là cái lúc mà gọi là lâm mạng chung thời á, quý vị hiểu chữ lâm mạng chung thời, mạng sống của mình nó lâm vào cái nguy kịch ngay giây phút đó gọi là lâm mạng. Thôi thóp từng giây phút gọi là lâm mạng. Dừng thở không thở nữa, giây phút đó gọi là chung thời. Lâm mạng chung thời, chữ chung là kết thúc. Tại kêu chung kết á, đi thi đầu tiên như sơ kết rồi cái cuối cùng là chung kết, thì chữ chung là kết thúc. Người đó tắt thở rồi, rồi chung thời rồi. Rồi người kia đang thở hơi hớp làm gì? Lâm mạng. Lâm mạng chung thời. Nhưng mà giây phút đó nhiều thứ nó chi phối nó, làm sao mình tỉnh nổi. Vậy thì bây giờ muốn được như vậy thì bắt đầu từ đâu? Ngày cái giây phút chúng ta còn khỏe. Mỗi ngày cho mình 5 phút, 10 phút à, quý vị tập vậy đó, cầm chuỗi, đừng mình nên Ai Di Đà Phật, Ai Di Đà Phật, Ai Di Đà Phật. Lát mình thành cái máy. Vậy là cứ vậy, vậy hoài, đúng không? Bây giờ tập lại. Niệm 3 câu mà rất rõ rõ ràng. Ai Di Đà Phật, Ai Di Đà Phật, Ai Di Đà Phật. Có cần phải Phật Di Đà, bất cứ Phật nào mình chọn, bất cứ Bồ Tát nào mình cũng không nhất thiết phải là Phật Di Đà. Nhưng mà nếu mình theo cái lời nguyện của Đức Phật Di Đà, nếu ai sanh về cảnh giới của Ngài mà niệm danh hiệu của Ngài, tại sao vậy? Thì cảnh giới đó là cái chỗ an lạc, mà chỗ an lạc thì nó tương đương với người có an lạc. Cho nên ngay bây giờ mình tập, mình có tĩnh lặng, quý vị nó chán lắm tới đó làm chi, thì mình không tới. Còn nếu mình khởi thì cái gì cũng vậy, nó có mặt nhưng tâm mình phải khởi, mình mới tương đồng. Bởi vì thế vậy cho vậy, cho nên hàng ngày mình tu tập á, mai mốt mình được may phước á, được duyên lành á, ban hộ niệm tới, người ta tới người ta đọc á, tâm tâm mình sẵn có rồi, hai cái này nó mới tương ra. Ăn ngày không tu gì chứ, không niệm trời đất gì chứ, người ta tụ ngồi nghe nó biết gì đâu. Cũng giống như mình giờ không biết tụng kinh gì hết, nên vô đều cứ xá xá về hoài, nghe cái bon cái cuốc mấy cuốc vậy thôi chứ đâu có tụng. Nhưng mà nếu như mình thuộc kinh, thầy vừa bắt lên là mình tụng, nó rất là thực tế thôi. Tâm mình phải có, thì khi tụng lên tương hưng, cho nên tâm cảnh nó phải tương hưng. Vì vậy mà có nhiều vị người ta sợ, ta phóng tâm. Khi ta niệm Phật, ta đặt cái hình Phật trước mặt. Để chi? Để hồi nhỏ không còn nghĩ khác. Hồi đó qua thờ Phật trên, nhưng mà vẫn đi tìm một bức hình Phật qua để chi? Mà hồi nhỏ qua không nghĩ để mình tương Phật gì. Mình ở trên cao, Phật sao thấy được. Cho nên hồi nhỏ qua tụng kinh, trước mặt Pháp Hòa phải để hình Tam Thánh. Tại lúc nào mình muốn tụng kinh bước lên là mình muốn thấy Phật. Từ nhỏ là Pháp Hòa tụng suy nghĩ vậy đó. Cho nên ngoài bàn Phật chính ra, Pháp Hòa còn có bức hình Phật Tam Thánh để dưới này. Mỗi lần tụng kinh là ngồi nhìn. Thì mình cũng vậy. Tại sao mình nhìn hình Phật để tâm mình tương hợp? Ngày 9 tháng 9, theo như Á Đông mình á, dù là ngày 9 tháng 9 của dương lịch hay là ngày 9 tháng 9 của âm lịch, người ta vẫn kỷ niệm ngày này. Ngày này gọi là ngày trùng cửu. Trùng cửu nghĩa là hai lần. 9
tháng 9, mùng ngày 9 tháng 9 gọi là trùng cửu. Và ngày này còn được gọi là ngày trùng dương, tại vì số 9 là số dương, cho nên ngày này được gọi là ngày trùng dương. Và đối với người Á Đông á, nhất là người Trung Hoa thì kỷ niệm ngày này rất lớn, cũng như người Nhật hay là người Hàn Quốc. Bởi vì số 9 là tượng trưng cho tốt lành, trường thọ, cho nên hễ mà muốn chúc tụng cho ai thì chúng ta thường chúc người đó với con số 9. Và vì vậy cho nên ngày này cũng như là ngày Tết của các vị trưởng lão. Nếu mà mình có cha, có mẹ, có ông bà đó, ngày này là ngày Tết của cha mẹ đó. Vì con số 9 là tượng trưng cho tuổi thọ. Mà đặc biệt con số 9 á, nó có một cái hay á, là người ta nghiên cứu trong số học á, là quý vị lấy từ 1 tới 9 mà nhân cho 9, xong rồi cộng lại vẫn là số 9. Ví dụ như là thí dụ như là 2 lần 9 là mấy? 18, mà 1 cộng với 8 là mấy? 7 là 7, 3 lần 9 là nhiêu? 27, 7 cộng 2 là mấy? 9. Rồi lấy con số thí dụ như 9 nhân cho 15 là ra 115. Mà lấy số 1, số 3, số 5 cộng lại là mấy? 9. Đó là cái đặc biệt của con số 9, lấy từ 1 cho tới 9 nhân cho số 9 rồi cộng lại vẫn là số 9. Vì vậy con số 9 thường là tượng trưng cho sự cát lành. Thí dụ như là theo truyền thuyết Á Đông, Đức Phật sinh ra có 9 con rồng phun nước tắm Phật, cũng là số 9. Nhà vua cũng lấy số 9 làm biểu tượng. Ví dụ như long bào của vua Mặc thường thêu 9 con rồng, gọi là cửu long bào. Áo bào của vua có 9 con rồng. Rồi người ta muốn nói tới quyền lực, người ta xây một cái bức tường có 9 con rồng, cửu long bích. Bích là tường, cửu long bích. Hay là nhà vua xây cung điện, vua nghĩ rằng mình là con trời cho nên gọi là thiên tử. Mà trời thì có 10.000 cung điện, thì con của vua, con của trời chỉ thua trời thôi, cho nên ở Bắc Kinh đó, Tử Cấm Thành truyền thuyết là xây 9.999 cung điện chứ không xây 10, vì dưới trời một bậc, thua một phòng. Đó là con số 9. Cho nên cái đây Pháp Hòa nói thêm cho mình hiểu về cái văn hóa của phương Đông. Lễ này người ta gọi là lễ trùng cửu vì nó hai con số 9, hay là gọi là trùng dương là vì con số 9 là số dương. Và con số 9 đối với người của mình có một cái nhìn đặc biệt, là tượng trưng cho sự cát tường, sự bền bỉ. Và đặc biệt là khi chúng ta lấy từ con số 1 tới số 9 mà nhân cho 9 rồi cộng lại thì cách nào cũng ra số 9. Thí dụ như 9 lần 9 là mấy? 80 mấy? 81, mà 1 cộng 8 là mấy? Cũng là 9 đó. Quý vị về thử làm cho nó vui. Vì vậy đó mà người xưa, ngày xưa thời xưa đó, có một ông vua, hình như vua Đại Vũ đó, ông đi gom đồng, đi thu đồng của các nước, xong ông về ông đúc ra 9 cái lư. 9 cái lư gọi là 9 cái đỉnh, rồi tượng trưng cho 9 châu, tức là ngày trước đó, Trung Hoa có 9 châu, hay là 9 cái thuộc cái 9 cái vùng đất vậy đó. Rồi đặt cho 9 cái đỉnh như vậy là tượng trưng cho quyền lực, tượng trưng cho sức mạnh. Cho nên một lời nói của ai mà nó có sức mạnh, nó có quyền lực và nó cứng, nó nghĩa là chắc thật không thay đổi, người ta gọi là nhất ngôn cửu đỉnh. Một lời nói nó vững chắc, nó chắc chắn, nó vững chắc như là 9 cái đỉnh đồng. Đỉnh đây là cái đỉnh đồng mà ngày xưa người ta đã đúc 9 cái đỉnh đó, ta để ở trước cung đình để biểu tượng cho quyền lực, biểu tượng cho quyền lực, biểu tượng cho sức mạnh. Tại vì đồng là một loại nặng, nghe lời nói đó nó có sức nặng, nó có giá trị. Cho nên đồng trong các loại
thường chúng ta làm tượng, tượng đá, tượng nhựa, tượng đồng là giá trị nhất, tượng đồng là mắc nhất. Và vì đồng nó có giá trị của nó, nó có sức nặng và có giá trị thời gian, và nó có giá trị vật chất. Cho nên lời nói của ai mà có cái tính cách giá trị và sức nặng của lời nói, người ta gọi là nhất ngôn. Nhất ngôn là một lời, cửu đỉnh là có sức nặng và chắc chắn như là chính cái đỉnh đồng. Người Trung Hoa gọi này là Tết của người cao niên. Cho nên các lễ này người ta hay tổ chức. Ở bên Nhật tổ chức cũng lớn lắm. Người ta tổ chức uống trà cúc, ăn bánh mochi, Thì ở trong Phật giáo đó, mình cũng ảnh hưởng phương Đông về Phật giáo ở trong Ấn Độ. Và số 9 cũng là một con số thường được tiêu biểu ở trong pháp số đó. Mình có số 1, số 2, số 3, số 4 gì đó. Thì tất cả các cái con số đều có cái số pháp để mà chúng ta nương vào đó chúng ta học tập. Ví dụ nói tới số 3 thì chúng ta biết có tam độc. Tam độc là tham sân si. Chúng ta có tam bảo là Phật Pháp Tăng. Chúng ta có tam nghiệp là thân khẩu ý. Chúng ta có tam vô lậu học là giới định tuệ. Chúng ta có tam huệ học là văn tư tu. Số 3 là quá trời số mà liên hệ tới những pháp số tu học. Rồi số 4 cũng vậy, số 5 cũng vậy. Cho nên người nào mà có thời gian mở pháp số ra học, học thuộc những cái pháp số đó, nhất là các thầy, các sư cô chịu khó học pháp số. Và khi mình có pháp số rồi thì lỡ mình đi đâu, ai có mời mình giảng bất tử, thì mình lấy một con pháp số nào đó ra mình giảng. Ví dụ như mình nhớ tứ chánh cần là số 4 gì nữa, 4 điều siêng năng cần mẫn. Hay là mình nhớ tới tứ nhiếp pháp, bố thí, ái ngữ, lời hành, đồng sự. Từ đó mình phân ra. Nếu mà nói tới ngũ là mình có ngũ giới, ngũ căn, ngũ lực, vân vân. Nói tới số 6 cũng có pháp số, nói tới số 7 cũng có pháp số. Và tùy cái thời gian mình có được. Nếu mình biết rằng mình có nhiều thời gian thì mình lựa những pháp số nhiều hơn mình nói. Như là số 7, số 8, số 9. Mình có thời gian ít thì mình nói số 4, số 3. Đây là Pháp Hòa nói theo cái kinh nghiệm của Pháp Hòa. Đi tới đâu mà lỡ mình phải giảng thì mình coi cái thời lượng, thời lượng dài hay ít, mà chúng ta chọn những pháp số chúng ta nói. Và khi mình nói tới pháp số thì nó là cái xương thôi. Rồi từ cái đó mình phân ra. Thí dụ như nói tam vô lậu học là giới định tuệ. Và mình phân tích, có thể giải thích chữ giới nghĩa là gì. Giới có bao nhiêu loại, rồi giới của cư sĩ, giới của người xuất gia, và những lợi ích của giữ giới. Và từ những cái giữ giới đó, nó đưa đến cái sự định tĩnh, nó đưa đến trí tuệ, vân vân. Thì hôm nay thay vì tiếp tục học kinh thì Pháp Hòa xin chia sẻ với đại chúng. Tại vì mình đang ở trong ngày số 9, mình là ngày 9 tháng 9, cho nên bữa nay mình cũng nói pháp số số 9. Ở trong pháp số số 9 nó có một cái gọi là cửu kết. Chữ kết nghĩa là gì? Chữ kết nghĩa là cột, là trói lại. Mà ngược lại với chữ kết là gì? Chữ giải. Giải là mở. Thế cho nên mình đọc giải kết. Giải kết. Giải gì? Giải oan kết. Tại sao gọi là oán kết? Mình không, chữ oán nghĩa là trách. Chữ oán nghĩa là trách. Mình có trách người đó, mình mới dính mắc với người đó, và mình cột với người đó. Ví dụ như là bình thường bữa nay Pháp Hòa không làm gì quý vị buồn hết, hay ngược gì lại quý vị cũng không buồn không gì hết, cho nên không có gì để lòng hết đó. Nhưng mà lỡ như Pháp Hòa làm một cái gì sai, sơ ý hay cố ý gì đó, thì quý vị trách. Nói bữa nay gặp tôi thì thế này thế kia, trách. Là trách nghĩa là cột rồi. Hãy Pháp Hòa làm cái đó sai thì quý vị trách cái chuyện đó sai, quý vị cột để trong lòng.
tồn để trong lòng rồi đi đâu cũng mở ra nói hết. Đi đâu cũng nói hết, 10 năm sau cũng nói, 20 năm sau cũng nói. Mà thậm chí cái người đó có tốt cỡ nào đi nữa, nhưng mà tại họ trập với bờ một mắt thôi. Tôi nhớ gì tôi không biết người đó tốt cỡ nào, với tôi là không được rồi đó. Mình nghe biết nhiều cái tốt của người ta, nhưng mà thậm chí mình phán một câu sao tôi không biết mấy người đó tốt cỡ nào, nhưng mà đối với tôi là người đó không có điểm rồi đó. Thì bắt đầu mình đem một điểm mà mình thấy xấu ra. Cho nên người Mỹ họ có câu: If you do something good, nobody remembers. When you do something bad, nobody forgets. Mình làm một điều, tất cả điều tốt không ai nhớ đâu, nhưng mà nếu mình làm một điều xấu thôi, chẳng ai quên đó. Thì như vậy, cái gì nó mới làm cho con người mình khổ sở? Chính là những cái cột của chúng ta. Cho nên có một vị đệ tử đến gặp một vị tổ, bạch thầy: xin thầy hãy giải thoát cho con. Thì ông thầy mới hỏi: ai trói ông? Ai trói ông mà ông cầu ông phải cần tôi mở trói? Thì ông ngồi lại, ông nhìn, ông thấy, ông quán chiếu, ông thấy, nói: dạ đâu có ai trói con. Nói: vậy ông cần gì phải mở trói? Có một vị đệ tử, một vị thầy chạy vô trong phòng, khóa cửa lại, khóa xong giục chìa khóa ra sân, rồi ông đứng ở trong cửa, ông ngó ra, ông la lên: cứu tôi với, cứu tôi với. Thì các đệ tử mới đôn đốc người chạy xuôi chạy ngược kiếm chìa khóa mở cho ông thầy. Cuối cùng một người đệ tử tìm được cái chìa khóa. Nhưng mà thay vì người đệ tử đó tới mở cái cửa cho ông thầy ra, thì người đệ tử đó không làm như vậy, mà cầm chiếc chìa khóa đưa cho ông thầy. Tại ông thầy cũng đứng ngay cái cửa sổ, cái xong cửa ông nhìn ra, ông la làng lên: mở cửa cứu tôi, mở cửa cứu tôi. Thì các đệ tử khác đi tìm chìa khóa để mở cửa cứu ông thầy. Nhưng trong đó có một người đệ tử lượm được cái chìa khóa, thì không mở cho thầy mà lại trao tận tay cho thầy. Ông thầy khoái quá, ông thầy nói: người với ta gặp nhau. Tại sao người đệ tử đưa cái chìa khóa cho thầy? Tại sao? Tại vì thầy là người khóa thì thầy là người mở. Mình là người cột thì mình tự cởi, mình là người cột thì mình tự mở ra, chứ không ai mở cho mình được. Bây giờ quý vị giận ai, trừ khi nào quý vị xả người đó quý vị mới khỏe thôi. Còn quý vị ai có khuyên gì khuyên: thôi tôi cảm ơn lời khuyên tốt của chị, nhưng mà chuyện này không phải của chị không hiểu đâu. Chuyện này của chị không hiểu đâu. Tôi đã nguyện với lòng rồi, chết để dạ, sống để dạ, chết đem theo. Mà nếu mà chị có thương tôi, chị về nói với nó nghe, tôi chết nó đừng có tới nghe, nó tới là tôi xì á. Thật ra mình đưa đến cái những cái cột, cái oán, cái hờn của mình đến mức độ như vậy. Cho nên tại sao mọi cái khổ lụy nó đến với mình? Tại vì cái gì mình cũng cột hết, cái gì mình cũng kết hết. Thì bây giờ mình có một cái nùi dây mà không để cho nó thông dong tự tại, cái chỗ đụng đâu mình cột đó thì đâu có được. Cho nên Đức Phật dùng cái sự mà có cái cột trói đó để biểu tượng cho tất cả mọi sự cột trói của tâm thức, của tâm thức. Và Đức Phật ví dụ trong kinh kia Hoa Lăng Nghiêm cũng giống như một nùi chỉ vậy đó. Mà nếu như mình chưa gỡ được một cái gút đầu thì nó không có cái trớn để nó mở những cái gút khác. Cho nên thay vì mình càng rối ren mình bung đua nó ra để mình kiếm cái mối, bình tĩnh lại, từ tốn tìm cái chỗ. Mà khi mình mở bung được một cái rồi thì từ từ cái nùi chỉ này sẽ được giải quyết, sau khi mình tìm được cái mối của nó. Thì Đức Phật dạy cũng như thế. Mình tìm được cái mối đây là gì? Đó là mình có được cái sự định tĩnh, mình tìm ra được cái chìa khóa, cái phương pháp tu tập. Bất cứ những cái khổ đau nào mà mỗi người chúng ta sẽ đối diện một cái khổ đau khác nhau, nhưng mà nói cho cùng là tất cả các pháp trên thế gian này nó đều nằm trong cái sự luân chuyển của hai chữ vô thường. Ví dụ mình không chấp nhận mình già, nhưng mà già nó thuộc gì? Nó thuộc gì vô thường, phải không? Tại vì có trẻ thì có già.
Rồi bây giờ mình không chấp nhận mình bệnh, nhưng mà mình quên rằng bệnh nó cũng nằm trong vô thường. Tại vì có khỏe thì có lúc bệnh. Rồi mình không chấp nhận cái nhà mình nó hư. Nó đã từng có những ngày mới vừa cất, chúng ta gọi được, nó được mệnh danh là brand new, không? Và nó được mệnh danh là một ngôi nhà mới cất. Thì sau một thời gian nó phải đi đến cái chỗ hư hỏng. Như vậy thì tất cả, dù là tuổi thọ của mình, dù là tình cảm của mình, dù bất cứ cái gì, nó đều nằm trong hai chữ vô thường. Thì mình nắm được cái then chốt của vô thường thì mình mở được các gút khác. Ví dụ như mình không có phải đối diện với cái sự nhà cửa hư hao, như mình đang đối diện với bệnh tật, cái mình trách mình nói trời ơi tại sao tôi bệnh hoài. Nhưng mà nếu mình nắm được chữ vô thường thì mình sẽ thốt lên được một câu: à, có khỏe thì phải có bệnh, có trẻ phải có già, vì cuộc đời vốn vô thường. Vì cuộc đời là vô thường, thay đổi, cho nên tất cả mọi sự việc trong cuộc đời này nó đều phải chi phối bởi vô thường. Bữa nay mới đầu tháng 9 thôi mà quý vị thấy bắt đầu lá vàng rồi, phải không? Rồi qua tới tháng 10 thôi, nếu mà những ngày đó mà gió mà nhiều thì lá nó sẽ rụng nhiều hơn, và thậm chí trời lạnh thì lá nó mau chuyển vàng hơn. Có năm cuối tháng 10, nhưng mà có năm đầu tháng 10 thôi là trụi cây rồi, là tại vì trời lạnh nhiều và gió to. Cho nên mà cuộc đời là vậy. Gió mà nhiều thì lá nó phải rụng, trời mà lạnh nhiều thì lá nó phải vàng. Thì cũng như thế, một cái máy mà mình xài nhiều thì nó phải hư hao. Cái gì cũng vậy. Bây giờ có những chiếc xe mình không dùng nó hư không? Cũng hư như thường, tại bản chất của nó là để dùng, mà dụng vừa chừng thì nó last, nó được lâu hơn, chứ không phải để im mà nó không hư đâu. Chiếc xe mà để chừng 2 tuần không lái thôi, bình chết điện liền. Rồi cuối cùng phải muốn lái nó, muốn dùng nó phải cầu điện trở lại. Như vậy thì chúng ta nắm được cái then chốt là nắm cái gì? Nắm cái bản chất của nó. Nắm được bản chất rồi, bây giờ nếu mà chúng ta nói: ủa sao bữa nay nó như vậy mà hôm qua nó như khác? Tất cả các pháp là vô ngã. Không có cái này nó có là nhờ cái kia. Thí dụ như mình nói: ủa hôm nay sao cái nước tương mình pha nó không ngon như ngày hôm qua? À, nước tương hôm qua ngon là tại vì nó đủ gia vị, nó đủ chanh, ớt, đường, vân vân. Bữa nay ớt thì có mà không có chanh, cho nên nó mặn hơn. Ngày hôm qua nó vừa ăn lắm là vì nó có chanh, nó làm dịu cái chất mặn lại. Nó có chất ngọt, cho nên nước tương này ngon hơn hôm qua, nước tương ngon hơn hôm nay. Vì nó thiếu một duyên cho nên nó không có mặn. Nó thiếu cái duyên chanh cho nên nước tương nó không ngon. Vậy thì cuộc đời này cũng vậy, nó thiếu một duyên thì nó cũng không có mặn được. Ủa tại sao người kia được như vậy mà tôi không? Tại vì mình thiếu duyên. Người ta được là tại người ta đủ duyên. Cho mình nắm được cái đó, cái mình đỡ hờn, đỡ trách, đỡ kết. Mà cái gì mà chúng ta có cột thì gọi là kết, mà chúng ta có mở thì gọi là giải. Vì vậy mà Tết đầu năm đến chúng ta tụng muốn cầu muốn an không? Muốn an thì chỉ có một việc thôi là mở trói, giải kết. Nhưng mà đừng có giải một lần, phải giải nhiều lần. Giải kết, giải kết, giải oán kết. Anh giải bề mặt thôi, anh giải bề ngoài, anh giải cái miệng, anh giải cái hình thức thôi, mà trong nội tâm chưa giải. Chứ cái câu đó là giải kết, giải kết, tức là giải bên ngoài, giải cái miệng thôi. Nhưng mà quan trọng là anh thật sự trong lòng, anh đừng trách nữa thì cái sự mở trói này nó mới có mặt. Giải oán kết, thêm chữ oán trong đó, vì chữ oán là biểu tượng của cái sự trách móc ở trong lòng. Giải kết, giải kết, giải oán kết. Nghiệp chướng bao đời đều giải hết mới có. Cho nên trong cái bài phục nguyện á, tân duyên cụ duyên, đó là những, có những cái duyên mà nó mới đây, có những cái duyên nhiều đời. Cho nên đời này mình gặp bạn, mình bắt tay bắt mặt mừng, hỏi thăm sức khỏe, rồi xin số phone làm bạn gì đó là tân duyên đó. Nhưng mà có những người mình mới gặp mà sao mình cảm thấy nó thân thiết, cảm thấy nó gần gũi, đó là cụ duyên.
Có những người mình mới gặp ghét liền, chưa cần biết họ là ai, thấy mặt là không ưa rồi. Tự nhiên tôi thấy người đó sao tôi không ưa, chưa hề quen biết gì người ta. Nó có phải có cái oán đó. Vậy cho nên là đại chúng nhớ là cái gì mà nó thế chừng, tại sao chúng ta gọi là kết, là bởi vì chúng ta có những cái dính mắc. Mà hãy cái gì mà có dính mắc, có kết, có cột là có khổ. Thì trước hết Đức Phật gọi là ái kết. Ái là gì? Ái là yêu. Mà yêu á thì nó có người yêu, mình yêu và người được mình yêu. Mình á thì gọi là năng, người thì gọi là sở. Thí dụ như mình thương người đó thì mình là năng yêu, người đó là sở yêu. Để nhớ, để cho quý vị dễ nhớ, Pháp Hòa nói về đại chúng nhớ nè. Cái gì mà thuộc của mình là kêu sở. Thí dụ như cái của đó của mình thì kêu sở hữu. Phải không? Sở hữu là của tôi, của tôi. Thì bây giờ cái người yêu đó của tôi thì gọi là sở yêu. Còn mình là người muốn yêu, cho nên gọi là năng yêu. Cho nên khi mình lễ Phật cũng vậy. Mình lễ Phật là mình là người lễ, cho nên gọi là năng lễ. Đức Phật là người được mình lễ, cho nên gọi là sở lễ. Vì vậy trong cái bài tụng của mình, năng lễ, sở lễ, tánh không tịch. Người lễ và người nhận lễ, cả hai cái bản tánh đều sự có sự vắng lặng. Thí dụ như giờ mình gặp người đó bằng tâm cung kính, mình lễ. Người đó được nhận cái lễ của mình, và người đó nhận lại mình, một người đang thành tâm đến với mình. Hai người không có một cái tâm niệm gì khác hết á. Con thấy người đó hiền lành, thanh tịnh, dễ thương, con muốn đảnh lễ. Thì khi người đó được mình đến lễ thì người ta nói đây là một người có lòng, có tâm, có thành. Hai bên một cái tâm thành khiết vậy thôi. Còn nhưng mà mình thường thường mình đến với ai cái bắt đầu mình thêm một cái mục tiêu phía sau. Cho nên cái chỗ đó nó không phải là vắng lặng nữa, mà nó có nhiễm ô. Thí dụ mình thấy làm quen người đó đi, tôi mới biết người đó mới làm ở trong công ty vận chuyển. Mai mốt mình sắp sửa có hàng qua nè, mình nhờ người đó, cái người đó bớt cho mình hay người đó free cho mình là mình làm quen. Thì cái làm quen này nó không phải một cái đơn thuần, mà nó có cái gì? Nó có cái mục tiêu. Và cái sự thương nhớ của mình, cái sự gần gũi của mình, nó có mục đích. Cho Đức Phật nói các chúng sanh bị tham lam ái nhiễm, làm nhiều việc chẳng lành, nên bị khổ sống chết đời này, giam hãm nổi trôi ba cõi. Đó gọi là yêu thương cột chặt. Bây giờ Pháp Hòa nói con số 7. Thật ra con số 7 nó tượng trưng cho nhiều ý nghĩa lắm, nhưng mà hôm nay mình nói một nghĩa thôi. Thưa đại chúng, là Phật tử chúng ta phải nhớ cái này, bởi vì chúng ta là đệ tử của Phật. Nếu nói theo cái nghĩa thông thường, đệ tử của Đức Phật có tổng cộng là 7 chúng, mà tất cả người xuất gia và tại gia của chúng ta đều nằm trong 7 chúng này. Thứ nhất là cư sĩ nam, là quý vị nam ngồi đây đây. Thứ hai là cư sĩ nữ. Rồi mai mốt á, mình đi tu, mình làm sa di. Nếu là nam, mình làm sa di ni nếu là nữ. Và trước khi mình trở thành một vị sư cô chính thức, sau 2 hoặc 3 năm thọ sa di ni, thì chúng ta sẽ, nếu là người nữ đó, thọ thêm một giới nữa để chuẩn bị tập sự trở thành một vị sư cô chính thức, thì chúng ta gọi là thức xoa mana. Mà cái này chỉ có nữ mới thọ thôi, nam không. Thức xoa mana, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, sa di, sa di ni, thức xoa mana là 5 chúng rồi. Chúng thứ 6 là chúng tỳ kheo, tức là các vị thầy, nói theo bây giờ đó các thầy. Tỳ kheo ni là quý ni, quý sư cô. Như vậy thì 7 chúng này là 7 chúng là đệ tử của Phật, và 7 chúng này sẽ đưa đạo lý của Đức Phật đi xa. Quý vị tin không? Tin rồi đó. Bây giờ mình là người Việt Nam chứ không phải người Ấn Độ.
mình sống cách xa Phật 2640 năm. Nếu là Phật lịch á, thì 2560 năm. Còn nếu mà là Phật đản á, thì 2640 năm. Phật tử là phải rõ hai cái loại lịch, cái nào gọi là Phật đản mà cái nào gọi là Phật lịch. Phật đản á, là mình tính từ khi Đức Phật sinh ra cho đến bây giờ. Đức Phật sinh năm 624 trước Thiên Chúa. Đức Phật mất năm 544 trước Thiên Chúa. Vậy thì bây giờ quý vị lấy cái 624 cộng thêm 80 năm tuổi thọ của Phật, cộng thêm cái số năm chúng ta đang hiện hành, thì mình sẽ có 2640 năm. Đó là gọi là Phật đản. Phật lịch. Phật đản chứ, Phật đản. Lịch á là tính kể từ khi Đức Phật mất cho đến về sau này mới tính là Phật lịch. Thời Phật không có lịch, không có tính Phật lịch, Phật đản gì đó. Phật mất rồi tính năm thứ nhất, Phật lịch năm thứ nhất, Phật lịch năm thứ nhì. Bây giờ quý vị lấy 544 cộng với lại 2016. Chỉ tội nghiệp quý vị ngồi ngoài kia lạnh quá. Ở ngoài đó quý vị có lạnh không? Lạnh không? Lạnh thì lan vô trong này. Người ta nói kính mừng đại lễ Phật đản 2540 năm là thiếu. Phải nói là kính mừng đại lễ Phật đản Phật lịch 2540. Nếu mà nói Phật đản thì phải 2640. Còn nếu mà nói Phật đản, nếu để số 2540 thì phải thêm chữ trước là Phật lịch, để cho người ta biết là đây là lần sinh nhật mình tổ chức thứ 2540 năm, 40 lần cho Đức Phật. Thời của Phật không có, Phật không có tổ chức sinh nhật cả. Mà mình cũng chẳng tổ chức sinh nhật cho Phật. Nhưng mà khi Đức Phật mất rồi, để kỷ niệm ngày này thì chúng ta tổ chức, thế thôi. Như vậy thì thưa đại chúng, trong con số 7 nó có nhiều ý nghĩa lắm, nhưng mà chỉ nói một con cái nghĩa, một cái nghĩa, một trong nhiều nghĩa đó là 7 chúng. Mình cách Phật xa rồi mà tới hôm nay chúng ta vẫn còn đang làm một cái việc là truyền bá, luôn luôn lăn chuyển cái bánh xe Phật pháp lan rộng từ đất nước Việt Nam sang tới Hoa Kỳ, bây giờ sang qua bên Úc, sang qua các nước khác nữa. Như vậy thì cái vấn đề mà truyền bá Phật pháp không phải chỉ ở trong hàng ngũ của những người xuất gia, mà những người cư sĩ cũng có bổn phận. Mà thưa đại chúng, bây giờ thưa thật là trong vấn đề truyền đạo, trong vấn đề truyền bá Phật pháp giữa người xuất gia và người tại gia, ai sẽ làm việc này linh động và dễ hơn? Cư sĩ. Tại sao vậy? Bởi vì cư sĩ là chiếm phần đông, mà hơn nữa là cư sĩ là những người còn sống ngoài đời. Quý vị sẽ có cơ hội gặp nhiều người để quý vị truyền bá Phật pháp hơn là người tu nữa. Thành thử ra cái trách nhiệm của người cư sĩ cũng lớn lắm, chứ không phải là chuyện thường. Mặc dù trên hình tướng chúng ta nói hoằng pháp lợi sanh là bổn phận của người xuất gia, đúng vậy, nhưng người cư sĩ cũng phải là cánh tay nối dài để cho Phật pháp lan rộng. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ, mình đi về chùa mình học Phật pháp, nhưng mình về nhà mình không sống với Phật pháp, thì làm sao mình truyền bá cho người nhà mình cũng như hàng xóm? Mình vô chùa mình tu chỉ có thầy trong chùa biết thôi, mà vô chùa mình tu giỏi, tại vì thầy nói cái mình mô Phật. Mình về ngoài ai nói mình cái mình nói Phật mô. Thành thử mình đâu có truyền được. Thành thử mình là cái đội ngũ áo lam á, làm việc chuyện Phật pháp truyền bá tích cực hơn đội ngũ áo nâu. Là quý vị là những cư sĩ. Và thưa đại chúng, ngày xưa đó, chữ cư sĩ nghĩa là những người ở tại gia, chữ sĩ là người, cư là cư trú ở bên, ở trong, ở ngoài đời, trong gia đình. Mà những cư sĩ này là những người có niềm tin với Phật pháp, thọ trì tam quy ngũ giới, giữ gìn Phật pháp, giữ đặc biệt là giữ năm giới.
Và quý vị có đi làm, cho nên quý vị có gần gũi được người, những người trong hãng. Về nhà quý vị gặp những người thân, sống ở ngoài quý vị gặp hàng xóm, chơi quen biết, quý vị quen biết nhiều nữa, cho nên cái cơ hội mình truyền bá Phật pháp dễ dàng hơn nữa. Cư sĩ là vậy. Ngày xưa thời Phật á, Phật có những vị cư sĩ vua chúa, chẳng hạn như vua Tần Bà Sa La, vua gì nữa, vua Ba Tư Nặc, vua A Xà Thế, và những vị cư sĩ tại gia như ông Cấp Cô Độc, như bà Visakha, như là bà Ambapali, vân vân. Rồi thưa đại chúng, trong Phật giáo Trung Quốc cũng có những cư sĩ hộ đạo tích cực như vậy, và đặc biệt trong Phật giáo Việt Nam cũng không kém, cũng không kém những vị cư sĩ như vậy. Nếu mà có cơ hội và thời gian có nữa thì chúng ta sẽ nói thêm. Bây giờ mình nói trước hết là mình trích, mình nói về một vị cư sĩ thời Phật, đó là ông Cấp Cô Độc. Tại sao mình phải nghe? Tại vì mình nghe để mình thấy được cái hạnh của những người cư sĩ giống mình. Rồi mình thấy rằng những vị cư sĩ thời Phật làm được việc đó, ngày nay chúng ta cũng sẽ làm việc đó, mà không chừng mình làm hay hơn. Bởi vì sao? Vì cái phương tiện của chúng ta quá nhiều. Nhưng mà nếu chúng ta không đủ chánh niệm để sử dụng phương tiện đó thì phương tiện đó nó phí. Ví dụ như mình bắt cái phone nói chuyện với nhau, thay vì mình nói chuyện thị phi thì mình nói chuyện Phật pháp. Thay vì mình nói những cái chuyện không hay thì mình lại đem những cái chuyện lành tốt ra mình chia sẻ với nhau. Vì bây giờ cái chuyện nói phone nó dễ quá. Send những cái, thí dụ như những cái tin tức không có lành mạnh, đừng có cần phải send cho nhau. Tại vì không cần phải nghe, phải đọc những cái đó. Cuộc sống của mình nó ngắn ngủi, mình phải đọc những cái gì thiện lành để nó nuôi dưỡng cái tâm lành của mình. Còn những cái bất thiện trong đạo đó là ngoại lệ, đâu phải đạo mình vậy mà mình phải đọc. Mình đã rõ ràng cái này không phải của mình. Đây là những người, người ta không hiểu biết Phật pháp, người ta làm sai, chấm hết. Còn mà phải, quý vị có thấy không, người ta viết những cuốn sách lịch sử của tổ, của các vị tu hành viết ra để cho mình đọc, chứ có ai viết những cái chuyện sai quấy của người này người kia thành tập để cho mình đọc đâu, phải không? Vậy thì cư sĩ Cấp Cô Độc đó, thật ra ông không phải tên là Cấp Cô Độc. Cái tên thật của ông là Tu Đạt. Nhưng mà bởi vì cái hạnh nguyện của ông, cái việc làm của ông là luôn luôn cứu tế cho những người cô độc, nghèo đói, cho nên ông được một biệt hiệu là Cấp Cô Độc. Cấp nghĩa là cung cấp, dưỡng nuôi cho những người cô độc, cô đơn, cô thế. Chứ thật tên của ông là Tu Đạt. Một hôm á, ông đến nhà của chị ruột của ông chơi và người anh rể, thì thấy gia đình này không có đón ông nồng hậu mà lại lăng xăng lo lắng tổ chức đủ thứ. Thì ông mới nghĩ rằng chắc ngày mai có khách quý. Hỏi ra thì mới biết là gia đình đang chuẩn bị để đón một bậc thầy, tức là đón Đức Phật đó. Thì ông nghĩ rằng á, cái người mà được ông Cấp Cô Độc mà chuẩn bị chu đáo như vậy chắc là phải một bậc thầy vĩ đại. Cả đêm ông trông tới sáng để mà ông gặp cái người, cái nhân vật đó. Ông lăn qua lộn lại, giật mình, ông tưởng sáng, ngó ra trời chưa sáng, mà cứ ba lần bốn lượt như vậy. Cuối cùng ông chịu không nổi, nằm cũng được, nằm mà nó trằn trọc khó ngủ quá. Ông ngồi dậy, ông bước ra sân, ông đi dạo. Đi dạo dạo làm sao cái đi xa hồi cái thì tới cái tịnh xá mà của Đức Phật, và gặp lúc trời vừa hừng sáng. Thì Đức Phật gặp ông, thì Đức Phật nói: cư sĩ Cấp Cô Độc mới tới chơi. Ông nghe giật mình, nó ổ tôi chưa biết ngài mà sao ngài biết tôi. Hai vị Đức Phật mời ông ngồi, chế trà 103 uống. Mùa Thèn Ren. Đó, thì khi mà ngồi nói chuyện như vậy đó, thì cuối cùng ông đã được Đức Phật khai hóa cho ông, và ông trở thành đệ tử của Phật.
Ông có một cái điều đặc biệt mà ngày nay ai nhắc tới ông tụng kinh chúng ta đều nhớ tới ông hết. Bởi vì ông là cái người mua đất của Thái tử Kỳ Đà bằng cách là lót vàng ở trong mảnh đất đó. Bây giờ quý vị tụng kinh quý vị nghe đó, Kỳ Thọ Cấp Cô Độc Viên. Tại vì Thái tử Kỳ Đà có một miếng đất rất rộng và trong đó có nhiều cây xanh bóng mát. Ông muốn mua đất đó để cúng cho Phật làm tịnh xá, nhưng mà Thái tử Kỳ Đà không có bán. Thì Thái tử Kỳ Đà mới nói thách, nói nếu ông mà đem vàng ông lót hết được khu đất này thì tôi bán cho ông. Ông nghe như vậy, ông về ông chở hết vàng tới lót đầy hết cái mảnh đất đó. Cho đến khi ông đón, ông đang lót được một đoạn hết vàng, thì Thái tử Kỳ Đà ra nói, nếu ông hối hận đổi ý cũng còn kịp. Nếu ông hết vàng. Ông nói dạ không. Nói tại sao không hết mà đứng gãi đầu, giống như đứng bâng khuâng. Nói dạ thần đang đứng để coi kho nào để mở đem vàng tới đây. Trời ơi, đại bác vậy đó. Bây giờ nói theo giờ là nổ đó. Thì khi mà ông chở vàng tới, ông lót như vậy thì làm cho Thái tử Kỳ Đà giật mình. Thái tử Kỳ Đà mới nói, cái ông đại gia này mà ông phát tâm ông cúng đất mà đến mức độ là chịu đem vàng tới lót mà cúng như vậy thì chắc chắn các ông thầy đó phải là một ông thầy đặc biệt. Thái tử Kỳ Đà cũng đi tìm tới Đức Phật. Và cuối cùng ông gặp Đức Phật, với cái cảm đức của Đức Phật thì làm cho ông Thái tử Kỳ Đà cũng kính trọng và thấy được cái tấm lòng hộ trì Phật Pháp của ông Cốc Cô Độc, mà Thái tử cúng lại miếng cây cây. Bởi vì lót vàng thì lót được đất, chứ cái cây trồng thì làm sao lót. Cho nên nó thôi bây giờ đất thì ông mua, nhưng mà cây thì của tôi. Quý vị thấy không? Cho nên bây giờ mình mới nói có cái câu là Kỳ Thọ, thọ là cây, Kỳ là Thái tử Kỳ Đà, cây của Thái tử Kỳ Đà. Nhưng mà Cấp Cô Độc Viên có nghĩa là vườn của Cấp Cô Độc. Bây giờ mình tụng trong kinh mình nghe câu đó đó. Nhất thời Phật tại xá vệ quốc, Kỳ Thọ Cấp Cô Độc Viên. Mà dịch ra tiếng Việt là một lúc nọ Đức Phật ở thành xá vệ, nơi vườn, nơi rừng cây của Thái tử Kỳ Đà và vườn của ông Cấp Cô Độc. Đó là từ đó mình mới có cái lịch sử ông Kỳ Đà. Ông Cấp Cô Độc á, ông Cốc Cô Độc á, ông rất là tốt với bạn bè. Mặc dù ông biết có những người bạn rất là xấu với ông, nhưng mà ông vẫn đối tốt. Thì cuối cùng những người bạn đó cũng được ông cảm hóa bằng cái tấm lòng tốt của ông. Ông có tổng cộng á 4 người con, 3 gái 1 trai. Thì trong cái số người con này á, thì 3 cô con gái tu dữ lắm, mà đặc biệt cậu con trai không có tu. Cậu con trai không có tu mà thích ăn chơi. Một hôm á, ông biểu con trai đi nghe pháp. Cậu con trai nói ba có nói lộn không? Trời đất ơi, con là đi quán si thì đi được chứ. Kêu mà con đi nghe pháp sao con đi? Ông Cấp Cô Độc nói thôi bây giờ con chịu khó con vô nghe Đức Thế Tôn nói một bài pháp, ba trả con tiền. Bây giờ bắt đầu tu mướn. Nghe tiền cái ông khoái quá. Ông nói rồi con đi nghe. Ông vô ông ngồi nghe Đức Phật mới nói được: kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 12 tháng 5 2016. Cái ông khò mất. Thì khò mất rồi đi về, cái cha mới hỏi: ủa bữa nay con nghe Đức Thế Tôn giảng mà con có thuộc gì? Ba đâu có biểu con thuộc, ba chỉ kêu con đi nghe thôi mà. Miễn con vô con ngồi đó là thôi chứ. Ông già thua ông trận phải trả tiền. Lần sau ông nói: kỳ này con đi con nhớ nghe giùm ba nghe con. Chứ không có nói là đi nghe nữa, mà nghe mà nhớ đem về đọc lại cho ba nghe. Thái tử ông con trai đó đi tới nghe, cố gắng nghe được 4 câu kệ, về lặp lại cho ba nghe. Rồi có một lần á, mướn đi Thọ Bát Quan Trai. Quý vị biết Thọ Bát Quan Trai không? Đi vô chùa ở ngày đêm,
thọ tám giới như người xuất gia tu ngày đêm. Ông này ông vô ông thọ, ông thọ rồi ông thấy được công đức của bác quan trai, rồi tĩnh lặng nghe pháp, ông thấy cũng hay hay. Cuối cùng ông chứng quả. Mà về nhà, thưa đại chúng, ông đọc lại một câu kinh, đọc một bài kệ, cái tự nhiên nó thấm. À, nó thấm. Thường ở đời mà nồi nào thì vung đó. Mình vậy thôi nên cưới con vợ nó cũng tương đương. Quý vị biết không, cưới một cô dâu, mà cái cô dâu này thì nói theo bây giờ là trật búa. Một hôm Đức Thế Tôn đi tới nhà chơi, cổ ở phía sau nhà mà cổ rầy chồng, cổ la hét sùm phía bếp mà gian tiếng cổ lên tới trên phòng khách. Đức Phật hỏi: dạ thưa trưởng giữ trưởng giả, trưởng giả cấp cô độc, trưởng giả, hôm nay nhà trưởng giả ai ở phía sau hay là hàng xóm họ đang gây lộn? Bắt đầu ông cấp cô độc ổng cũng hơi quê quê rồi. Ổng nói: dạ bích Đức Thế Tôn, con không dám nói dấu về ngài, nó là con râu của con á, nó là con dâu nhà con á. Mà trời ơi, từ ngày con cưới nó về đó, hồi xưa người ta hay hát đó, từ ngày có em về nhà mình toàn ánh trăng thề, mà bây giờ con không nghe nó thề mà nó chửi không kêu chửi thề. Con dâu này nó đanh đá lắm Đức Thế Tôn, động tới nó là nó la, nó hét, nó nói, nó không có phân biệt được lớn nhỏ, cha mẹ chồng hay là chồng gì hết. Đức Thế Tôn nói: vậy hả, vậy thôi bây giờ trưởng giả cho mời cô dâu đó ra cho tôi thăm cổ một chút. Ổng đi ra, ổng mời cô dâu lên. Cô dâu chào hỏi Đức Thế Tôn, nói: này con có phải là dâu của trưởng giả cấp cô độc không? Nó: dạ phải. Con có biết ba của con tu tập giỏi không? Nó: dạ con biết chứ. Bây giờ Đức Thế con có phải là dâu không? Nó: dạ. Bây giờ Đức Thế Tôn, thầy nói cho con nghe là ở trên đời là có 7 loại vợ, con chọn loại vợ nào? Vợ như sát nhân, vợ như đầy tớ, vợ như mẹ, vợ như chị, vân vân. Quý vị về nghe Pháp Hòa giảng cái bài 7 loại vợ là tích tích từ trong cái chuyện đó đó. Cổ nghe xong cổ xấu hổ, và cổ nghe 7 loại vợ mà Đức Thế Tôn nói rồi thì cổ chọn cổ làm vợ gì? Và thưa đại chúng, bây giờ khi nghe lại bài kinh đó đó thì quý vị cũng đừng có nghĩ rằng cái này Phật nói cho vợ, mà phải nói cho đủ là 7 loại vợ hoặc 7 loại chồng. Có nhiều khi chồng như ông chủ, chồng như đầy tớ, chồng như anh, chồng như giặc cướp, ví dụ vậy. Bây giờ quý vị nghe kinh đó rồi quý vị sẽ thấy được Đức Phật định nghĩa những cái ý nghĩa đó như thế nào. Và thưa đại chúng, khi mà ông cấp cô độc, ông lâm bệnh nặng, thì các vị đến thăm ông và dạy cho ông quán chiếu về ngũ uẩn của ông, về 6 căn của ông. Pháp Hòa nhớ trong kinh kể lại, các vị như là Xá Lợi Phất, một kiền liên tới thăm: này cư sĩ, hôm nay cư sĩ thấy bệnh tình của cư sĩ thế nào? Nói: dạ bạch các vị tôn giả, bệnh tình của con ngày càng thêm nặng, con nghĩ là thời giờ của con sắp đến. Này cư sĩ, cư sĩ hãy trở về với hơi thở, và cư sĩ phải quán rằng thân này không phải là tôi. Cái thân này không phải là mình không bị kẹt vào nơi thân này. Ta là sự sống thênh thang, thân này là cái thân hữu hoại, thân có limit ngày tháng giờ, nhưng mà cái tâm thức của mình rỗng rang, không bao giờ bị khổ do cái thân này. Vì nếu chúng ta hiểu được cái thân này nó chỉ là tạm có, thì mấy mươi năm tâm mình xài nó cho đến 50-70 năm mà nó bắt đầu nó hư là cũng quý rồi. Đa số máy móc bây giờ guarantee có 5 năm mà mình bây giờ là được tới 70 năm là mừng rồi.
mà được 70 năm tuy có bệnh, mà bệnh ở nước Mỹ, thuốc men đầy đủ, y tá bác sĩ chăm sóc đầy đủ là mừng rồi. Cho nên cái quan trọng là chúng ta sống và chúng ta biết nhận diện cái giây phút hiện tại và chúng ta đang hưởng cái gì, có cái gì, chứ đừng để những cái quá khứ hay cái vị lai nó làm khổ mình. Trải qua cái bài kinh đó, đại chúng thấy là mình phải quán mắt này không phải là mình. Con mắt này mình cũng xài tạm mấy mươi năm thôi. Lúc mà còn khỏe, còn trẻ đó, phải không? Thì mình sẽ được người ta tặng là mắt em là bể oan cừu. Nhưng mà khi mình bắt đầu già rồi thì bắt đầu nó có những cái biến chứng của mắt. Không phải cái đó không, mà của tai, của mũi, của miệng, của thân. Bởi vì sao? Bởi vì có thân là phải có hoại diệt. Đó là chuyện thật. Nếu chúng ta nhận ra cái thật đó, để rồi chúng ta biết sống an nhàn với những cái gì chúng ta đang có, thì chúng ta là đệ tử Phật. Vậy thì chúng ta đi theo đạo Phật không phải để chờ chết đi Tây Phương, mà chúng ta theo đạo Phật nghĩa là chúng ta đang học một phương thức để sống cho an nhàn, cho thảnh thơi, cho giải thoát, cho hạnh phúc trong cái đời này. Mà nếu như đời này mà mình hạnh phúc, mình an lạc, mình thảnh thơi, thì nhất định khi mình đi, mình sẽ được an lạc, hạnh phúc, thảnh thơi. Bởi vì sao? Bởi vì hễ cái cây mà nó đã nghiêng về phải, khi mình cưa nó thì nó sẽ nghiêng phải. Cây mà nghiêng về trái thì mình cắt nó thì nó sẽ nghiêng về trái. Cái quan trọng là hằng ngày tâm mình hướng về đâu, chứ đừng chờ người ta tụng niệm cho mình. Thí dụ như bây giờ tâm này thường ngày không có hướng về Phật Pháp, hướng về những cái điều không có phải là Phật Pháp. Ví dụ như bây giờ tối ngày Pháp Hòa cứ ghiền cờ bạc, hãy rảnh cái nhớ casino. Mà lúc mà nằm ngáp ngáp vậy, ta tới ta tụng, ta nói Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, mà nói không, tôi muốn casino. Vì cái tâm thức mình hàng ngày là nó là casino. Cho nên đó, tổ Quy Sơn đã xác định với chúng ta: học xuyên thước phi thức tâm tùy nghiệp, như nhân phụ trái cường giả tiên khiên. Như con chim nó ra khỏi lòng thì nó lập tức bay thẳng về rừng của nó. Con người chúng ta thọ sanh vào đâu tùy theo cái nghiệp lực của mình. Người ta có tụng cho mình là hộ niệm trợ duyên, chứ không phải là cái nhân yếu chính để đưa mình đi. Bây giờ người ta đem tích kịch tới cho mình, người ta phát đồ ăn sẵn cho mình, nhưng mà sức khỏe mình không có, ai cấp visa cho mình? Hay nói một cách khác là mình có đầy đủ những người giúp đỡ cho mình, nhưng mà trong nhở cái passport ra nó hết hạn mất đất rồi, visa không có rồi đi đâu, mặc dù những cái khác nó có mặt. Cho nên á, mình tin Phật không phải là mình lạy Phật, chờ Phật rước mình. Cái đó không sao, nhưng mà cái chính yếu là tâm mình phải tương đồng với Phật. Mình không tương đồng với Phật thì Phật có réo mình cũng không biết Phật là ai. Mình nhiều khi mình nói who are you nữa. Bởi vì hằng ngày mình không nhớ Phật. Và không nhớ Phật mà lúc Phật tới, Phật đưa tay, Phật nói no, đâu phải này, tôi nhớ có bộ bài đâu rồi. Hay là Phật đưa tay mình nói sao, ủa tay không, bộ bài đâu, đưa tôi kinh. Mình tâm mình phải có Phật thì nó mới tương với Phật. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ quý vị không tụng kinh, không thuộc kinh, bây giờ Pháp Hòa tụng gì quý vị cứ ngồi Nam Mô Di Đà Phật, ai sao còn vậy. Tại mình không có Phật, mình không có Phật. Nhưng mà nếu mà mình có Phật, mình thí dụ bây giờ ở đây đại chúng thuộc bài nguyện đem công đức này không, thì nguyện bài đó rồi, thuộc bài đó, Pháp Hòa chỉ cần bắt bài đó lên là quý vị tương đồng tụng liền. Nhưng mà ngược lại quý vị sẽ không thuộc một bài, ăn à màu dày với lô tả nặng ma mậu, ủa tụng gì vậy, tụng gì vậy đó, không thuộc. Nhưng mà nếu thầy cô nào, một Phật tử nào ngồi đây mà thuộc cái bài thần chú đó và tụng lên là quý vị tụng. Bây giờ quý vị thuộc đại bi không? Đó thì Pháp Hòa tụng lên thiên thủ là quý vị thiên nhãn liền.
quý vị đã thuộc được cái căn bản. Cho nên á, cái tu của chúng ta là hằng ngày chúng ta phải huân tu, phải trường thời tu, chứ không thể đợi khóa tu. Cái khóa tu chỉ là một thời gian ngắn để mà chúng ta trở về, chúng ta thúc liễm. Còn hằng ngày chúng ta phải tiếp tục khóa tu, tu tường kỳ như vậy. Đó là cư sĩ cấp cô độc. Ở Việt Nam ta có một vị cư sĩ nhiều lắm nha, như là cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám, như là cư sĩ ở trong Nam là cư sĩ Chánh Trí Mai Thọ Truyền. Rất nhiều những vị cư sĩ đã làm được rất nhiều những Phật sự trợ duyên cho quý thầy. Cư sĩ Tâm Minh là cái người dịch cái bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm mà quý vị có thấy trong các cái quầy sách. Ông là người ở Quảng Nam. Một hôm ông đi làm việc ở đó và ghé chùa Ngũ Hành Sơn. Ở ngoài đó mà ông đọc cái bài kệ trên vách chùa mà ông liễu đạo, ông ngộ được cái Phật Pháp Bồ Đề Bổn Vô Thọ, Minh Cảnh Diệt Phi Đài, Bổn Lai Vô Nhất Vật, Hà Xứ Nhã Trần An. Bồ Đề vốn không cây, minh tâm sáng chẳng phải đài, gương sáng chẳng phải đài, xưa nay không một bụi, cần chi phải lau chùi. Nếu xưa nay tâm mình không dính bụi thì mình đâu cần phải lau chùi. Nhưng mà tâm mình đã tới đó chưa? Nếu mà chúng ta hiện nay chưa, chúng ta là những người xưa nay từng dính bụi, bây giờ phải lau chùi. Mà cái lau chùi của chúng ta là lau chùi, nếu một cái kiến nó dơ, quý vị thường nói là sao? Lấy nước lau. Lau cái gì? À, lau kiến. Nhưng mà trật lất, kiến đâu có dơ mà lau, phải lau bụi. Kiến là luôn luôn nó sạch, nhưng mà sở dĩ mình không thấy rõ cái kiến là do bụi. Bây giờ cần lau là lau bụi chứ không phải lau kiến. Nhưng đa số chúng ta nói trật không? Chúng ta nói lau kiến mà trong cái đó bụi nó dính. Phải vậy không? Cho nên cũng như vậy. Như hồi nãy Pháp Hòa mới đùa ở ngoài đó đó. Ở ngoài đó nói là không nghe. Pháp Hòa mới nói có nghe, nhưng mà nghe không có tiếng. Bởi vì cái bản chất nghe của mình chưa hề đi vắng. Có điều là có tiếng thì phải nói là nghe có tiếng. Không tiếng thì phải nói là nghe không có tiếng. Chứ không thể nói là không nghe. Ủa anh có nghe, nghe không có tiếng đó. Như vậy thì mình mới sống được, chứ cái bản chất nghe của mình hằng hữu mà không bao giờ mất. Ví dụ quý vị vô một cái phòng tối, tắt đèn hết tối, họ có thấy gì không? Có thấy gì đâu, tối hù à. Cái tối hù là cái mình thấy đó. Mình thấy có tối hù đó, chứ cái tánh thấy của mình nó đi đâu? Cái tánh thấy muôn đời nó vẫn sáng như vậy. Cái tánh nghe mình nó vẫn sáng như vậy. Nhưng mà bởi vì cái cảnh trần ở bên ngoài, cái cảnh bên ngoài nó làm cho mình chạy, mình phan theo nó, gọi là phan duyên. Phan duyên tức là phóng theo mọi cái duyên. Cho nên á, những cư sĩ ở ngoài, quý vị đừng nghĩ là mình tu không được, được hết á. Nhưng mà mình phải biết cách tu, tu theo mọi hoàn cảnh khả năng của mình. Như ông cấp cô độc nằm trên vườn bệnh, nằm trên giường bệnh mà quán chiếu thiền quán để rồi ra đi trong nhẹ nhàng. Bây giờ mình cũng quán như vậy. Pháp Hòa có một bác Phật tử năm nay là 96, 97 tuổi ở tại nhà dưỡng lão bệnh. Ông bị bệnh tim mà thoát chết mấy lần. Mỗi lần bệnh tim tới, tim nó lên cơ mộng lên giường nằm chuẩn bị đi đó, mà lúc tim nó đập mạnh nghe A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, vậy mà tỉnh trở lại. Thì bây giờ thưa đại chúng là mình tu theo từng hơi thở. Hơi thở mình ngắn, mình niệm ngắn Mô Phật. Hơi thở mình dài, Nam Mô Di Đà Phật. Hơi thở mình trung trung, A Di Đà Phật. Dài, trung, ngắn, kiểu nào cũng tu, đến khi nào nó đứt hơi thì
mình đi. Người ta gọi là lâm mạng chung thời. Thế nào gọi là lâm mạng chung thời? Cái thân mạng của mình nó đã lâm vào cái giây phút nguy kịch, gọi là lâm mạng. Ngay cái giây phút thả hơi thở xuống, chấm dứt, không còn thở nữa, giây phút đó gọi là chung thời. Tiếng Anh gọi là the end. Mình lâm mạng, tức là cái mạng sống của mình nó đã lâm vào cái giây phút last minute. Nhưng mà khi mình ngưng thở rồi, giây phút đó gọi là chung thời. Cho nên mình mới có câu lâm mạng chung thời, thị chư chánh niệm. Thì cái học Phật của chúng ta là để làm gì? Để có chánh niệm. Mình có nhiều cư sĩ lắm nha. Pháp Hòa chỉ nói một cư sĩ cấp cô độc để đại chúng học cái gương hạnh của. Bây giờ thưa đại chúng, trong tất cả các pháp tu, niệm Phật, trì chú, ngồi thiền, tụng kinh, tất cả những pháp tu đó không ngoài một mục đích là làm cho chúng ta có chánh niệm. Chánh niệm lúc sống, lúc ăn, lúc nói, lúc đi, lúc đứng, thậm chí lúc bệnh cho tới chết. Không có chánh niệm là không làm được gì hết. Ví dụ như bây giờ hàng ngày mình phải nói chuyện, phải không? Mình không có chánh niệm thì mình chẳng biết mình nói gì. Mình nói một hồi người ta buồn, người ta giận lung tung. Nói chơi là tốt, nhưng không biết chỗ nào phải nói chơi, chỗ nào không nên nói chơi, đó là thiếu chánh niệm. Mình nói hồi người ta giận, chỗ người ta đang tang lễ mà vô ngồi cười giỡn chơi, chơi chật lất, giỡn chơi không đúng chỗ. Có cái em đó, nó muốn phá tướng, nó muốn phá chấp mà. Mới vừa giao thừa xong, nó nói thôi năm mới chúc bà con cô bác không được may mắn nghe. Chúc Tết vậy đó. Trời ơi, cái năm đó có cái gia đình cô đó thất nghiệp từ trên xuống dưới luôn. Cổ kiếm nó, cổ chửi một trận. Quý vị thấy. Có cái ông đó, ổng nói chuyện có suy nghĩ gì, cho nên vợ ổng rầu ổng lắm. Dặn ổng rồi, bữa nay á, ông đi chúc thọ cho một bà già 80 tuổi nha, ông đừng có nói bậy nói bạ nghe, làm ơn ăn rồi về giùm tôi. Thôi ổng cũng nghe lời vợ ổng, vô ổng ăn, ổng nói gì hết trơn. Khi ổng đi ra tới cửa, cái người chủ nhà, mấy người con đi theo: anh Bảy ơi, bữa nay em cảm ơn anh tới ăn tiệc thọ của má em, mà không biết gia đình ai em tiếp đãi anh có gì sơ sót mà sao suốt buổi không nghe anh nói gì hết trơn. Ông mới say, ông nói tại vợ tôi dặn không được nói, nhưng mà thôi bây giờ lỡ anh hỏi rồi để tôi nói. Nãy giờ tôi ăn tiệc ở nhà anh, tôi nhìn nhà anh, tôi thấy cái cửa nhà anh sao nó nhỏ quá, tôi lo nữa má anh chết không biết sao kêu. Ông nhịn được nguyên buổi chiều. Tôi lo nữa, lát nữa mai mốt rồi má anh chết không biết sao khiên ra rồi. Một hôm nọ cũng đi ăn tiệc tiếp, kỳ này ăn sinh nhật một đứa nhỏ. Vợ dặn tiếp, ổng ra tới cửa ổng say lại: nè nè nè, bà con cô bác làm chứng nghe, hôm nay tôi không hề nói câu nào hết nghe. Con mấy người có mắc dịch mắc gió được đổ thừa. Mình tu cũng vậy, mình tụng kinh, mình tu học, mình phải có chánh niệm. Lúc nào trời đất ơi, nửa khuya lơ khuya lắc đi vô trong một cái chung cư, tới ôm tới mò, già di nị già già na chi đa ca, ta mở cửa ta thấy trời giờ này ai rên vậy. Có cái cô đó, cổ làm ở trong cái tiệm nail, mà cổ thích cái bài hát là lạy Phật của gì dưới tòa sen vàng, con quỳ lại Bồ Tát Quan Âm. Trời cha ơi, từ sáng mở cửa cổ hát cho tới tối, mà ngày nào cổ cũng hát như vậy hết. Con bữa nào cổ hát tới cái câu đó, cái anh làm chung nó nè nè, tôi nói bà nghe, bây giờ bà lên bà ngồi để tôi lại bà.
để tôi lại bà cho bà nín để bà khỏi lại Quan Âm nữa. Quý vị thấy không? Mặc dù là dưới tòa sen vàng, con quỳ lại Bồ Tát Quan Âm, người đã cho con. Mình muốn hát cái gì cũng được, mình muốn tụng gì cũng được, mà không đúng lúc, không đúng chỗ, mà người ta nghe riết nó cũng chán, ta nói thôi để tôi lại bà cho bà nín, để bà khỏi lại Quan Âm nữa. Ở một cái chùa đó có ông thầy này nè, mà quý vị biết cái thời nghèo đó có được cái radio là nó mừng lắm. Ông mới bỏ cái ông cuốn băng cassette vô cái máy á, ông hát cái bài Lòng Mẹ. Trời ơi, hễ tụng kinh thôi mà xuống cái ông Lòng Mẹ. Lòng Mẹ bao la như biển Thái Bình. Mà ông cứ hát đi hát lại, ông mở cuốn băng đông mở suốt ngày đêm. Ông thầy kia ông nói, ông có biết không, hồi xưa đó tôi thần tượng cái bài này lắm. Cái bài này đối với tôi là nó hay cung cung cực, mà bây giờ ông mở riết tôi thấy hình như mẹ này mẹ ghẻ. Vậy thì bây giờ thưa đại chúng, là mình tu làm sao? Phải tu đúng thời, đúng lúc, đúng chỗ, đúng nơi thì cái tu đó nó mới đúng. Vậy thì bây giờ mình nói cái nào đúng cái này sao trên đời, phải không? Thì bây giờ Phật tử chúng ta cũng vậy. Phật tử chúng ta là những người tiếp nhận giáo pháp của Phật, và chúng ta phải biết được cái ứng dụng Phật pháp một cách như thế nào, để chúng ta là những người cư sĩ truyền bá Phật pháp, mà người ta nghe tới Phật pháp ta không bị dị ứng. Chứ không thôi người ta gặp mình ta nói thôi tôi sợ cái bà đó lắm, bà tu kiểu gì không biết, mà tôi thấy bà tu là tôi ớn rồi. Phải không? Thành thử mình phải tu làm sao để như người ta nghe tên mình. Quý vị có nghe cái bài sám không? Có một cái bài sám đó, có trong đó có một câu nè: kỳ hữu kiến ngã tướng, nải chí văn ngã danh, giai phát bồ đề tâm, vĩnh xuất luân hồi khổ. Xin con tu như thế nào mà cho người ta thấy được hình tướng con, nghe đến tên con liền phát tâm bồ đề. Ta phát tâm bồ đề, còn mình tu làm sao mà nghe tới mình nổi gai lên hết, cũng kêu bồ đề mà bồ đề gai. Kỳ hữu kiến ngã tướng, nải chí văn ngã danh, tức là thậm chí nghe đến tên con, giai phát bồ đề tâm, đều phát tâm bồ đề, vĩnh xuất luân hồi khổ, ra khỏi cái chỗ khổ lụy. Đó là mình tu. Cho nên Đức Phật đi trên 7 bước hoa sen là tượng trưng cho Đức Phật đi trên đưa 7 chúng, và tất cả chúng ta là 7 chúng đó đó. Như là Pháp Hòa là thầy đây là tỳ kheo, quý sư cô là tỳ kheo ni, các vị nữ tu mới tu là sa di ni, các vị nam mới tu là sa di, các vị thọ thức xoa, nữ cư sĩ, nam cư sĩ, chúng ta có bổn phận hết. Chúng ta có bổn phận hết, cho nên Phật tử phải nắm được 7 cái tên này: cư sĩ nam, cư sĩ nữ, sa di, sa di ni, thức xoa mana, tỳ kheo, tỳ kheo ni. Đây là 7 chúng đệ tử của Đức Phật. Nói cho đủ, còn nói gọn là hai chúng xuất gia và tại gia. Nói gọn nữa là nam cư, các bốn chúng là các vị xuất gia nam, các vị xuất gia nữ, cư sĩ nam, cư sĩ nữ. Gọn là hai chúng xuất gia tại gia, rộng rãi đầy đủ là 7 chúng. Quý vị đừng có nghĩ rằng mình không truyền bá Phật pháp được, mình làm được. Nếu chúng ta được cái sự linh động uyển chuyển ứng dụng Phật pháp thì chúng ta truyền bá Phật pháp rất dễ dàng, không có gì trở ngại. Thôi thì tối hôm nay Pháp Hòa về thăm đại chúng, lần này là lần thứ 3 rồi ở tại chùa Huệ Quang, thì Pháp Hòa xin kể một hạnh của cư sĩ, gọi là cư sĩ cấp cô độc cho đại chúng nghe. Pháp Hòa còn những vị cư sĩ nữa, nhưng mà không có thời gian để thưa với quý vị. Đặc biệt là trong Phật giáo Việt Nam chúng ta có một vị vua cư sĩ, đó là Ngài Trần Thái Tông. Ngài là một đức vua lên ngôi, nhưng mà thật sự Ngài là họ Trần.
Nhưng mà cuối đời nhà Lý không có con trai, cho nên vua mới cưới, mới lấy công chúa gả cho một cái người ở làng Chài Lưới đó, tên là Trần Cảnh, tức là ngài Trần Thái Tông mình đó. Thì nhưng mà khi mà nhường ngôi cho con gái thì con gái làm vua, thì ông chú là Trần Thủ Độ đó đã tìm cách để đưa Trần Cảnh lên ngôi và lập nên cái triều đại nhà Trần. Và lúc đó gọi là ngài là Trần Thái Tông. Khi mà ngài làm vua, ngài cũng chịu nhiều cái áp lực. Cuối cùng ngài lên núi ngài tu. Thì lúc ngài lên núi đó thì ngài được cái vị thầy của ngài hỏi: chẳng hay hoàng thượng đến đây để tìm cái gì? Nói: trẫm lên núi tìm Phật. Hòa thượng trả lời: ở núi không có Phật, Phật ở tại tâm. Trẫm làm vua khổ quá, trẫm làm vua khổ quá, trẫm ở đây tu đàm đạo. Thì Trần Thủ Độ đem quân tới thỉnh ngài về. Ngài nói: không, trẫm không về, trẫm mệt mỏi lắm. Trần Thủ Độ ra lệnh: nếu đức vua không trở về, chúng ta sẽ bắt đầu xây kinh thành tại đây, tại cái núi này. Hòa thượng nghe vậy nói: bẩm hoàng thượng, xin hoàng thượng hãy trở về hoàng cung, đừng làm hư núi rừng của Bần Tăng. Ngài Trần Thái Tông nghe như vậy lui trở về. Nhưng mà trước khi ra về, hòa thượng dặn: ở ngôi vị hoàng thượng ngài vẫn có thể tu hành được. Đức vua trở về, soạn ra cho mình một thời sám hối, gọi là sám hối sáu căn, gọi là lục thời sám hối khoa nghi. Tự ngài làm vua và ngài đã sắp xếp được một thời gian sáu thời sáu buổi để ngài sám hối sáu căn: mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý, để mà ngài làm vừa làm vua mà vừa tu. Hôm nào quý vị có dịp, quý vị tìm một quyển sách có cái tên là Nửa Ngày của Thái Thượng Hoàng, quý vị đọc quyển đó để quý vị hiểu được một vị vua mà tu được cỡ đó. Còn mình giờ than hoài, bận lắm, không có thời giờ. Thành thử mình thấy vua mà tu được, mà ngày thời đó mà ngài không có internet, ngài không có cell phone, ngài không có phương tiện như mình, mà ngài làm vua mà ngài chia giờ giấc ngài tu vẫn được. Mà còn chúng ta bây giờ đủ thứ hết, mà chắc có lẽ tại đủ thứ quá tu cũng được đó. Ở bên nhà Đường cùng thời với ngài có một ông vua gọi là Đường Thái Tông. Nhưng mà khi người thân của Đường Thái Tông phạm lỗi, Đường Thái Tông giết chết. Nhưng mà vua Trần Thái Tông của chúng ta, anh phạm lỗi mà tha tội cho anh. Vì vậy mà chúng ta có cái bài kệ ca ngợi ngài: Đường Việt khai cơ Lưỡng Thái Tông, bỉ xưng Trinh Quán ngã Nguyên Phong, kiến thành Chu Tử sinh Yên Tại, miếu hiệu tuy đồng đức bất đồng. Đại Đường, nước Việt, hai nước khai cơ nghiệp có hai vị Thái Tông. Đường Việt khai cơ Lưỡng Thái Tông, bên kia xưng là niên hiệu Trinh Quán, niên hiệu của chúng ta là Nguyên Phong. Bỉ xưng Trinh Quán ngã Nguyên Phong, Nguyên Phong là niên hiệu của ngài. Thường thường vua hồi xưa ta có cái niên hiệu mỗi năm. Nhưng mà cái người anh mà phạm lỗi đó thì giết, kiến thành Chu Tử. Nhưng mà anh của ngài Trần Thái Tông thì Yên Sinh Tại, cho tha, thoa tha mạng khi mà nổi loạn. Thì cái câu cuối là: miếu hiệu tuy đồng, cái hiệu là Thái Tông tuy nó đồng nhưng mà đức bất đồng. Như vậy thì ở trong cái lịch sử Phật giáo Việt Nam của chúng ta cũng có những vị đặc biệt như vậy. Thì bây giờ hình ảnh gần nhất là ngài Trần Thái Tông, cho chúng ta thấy ngài làm vua mà ngài tu được. Hôm nào có gì Pháp Hòa kể thêm những vị cư sĩ khác cho đại chúng nghe. Và bây giờ hôm nay chúng ta kể sơ sơ một vài việc như vậy để chúng ta lấy đó làm cái sức mạnh
mình là một cư sĩ vẫn có thể hộ trì Phật Pháp, truyền bá Phật Pháp. Nhưng trước khi quý vị làm những cư sĩ truyền bá Phật Pháp, quý vị làm gì? Bốn chữ thôi. Bây giờ quý vị nhớ bốn chữ nha: dĩ pháp hộ pháp. Dĩ là lấy. Mình muốn hộ pháp thì hãy lấy Phật Pháp mà hộ pháp. Đừng lấy thế gian, đừng lấy trần tục, đừng lấy những cái phàm phu để hộ Phật Pháp. Không thấm được, nó không có tương đồng. Dĩ pháp hộ pháp. Cho nên trước khi làm hộ pháp, hãy để pháp hộ mình. Khi mình đã được đầy đủ pháp hộ rồi thì mình làm Phật Pháp mà không phạm cái lỗi. Rồi thì bốn chữ đó bỏ túi tối nay chiêm nghiệm.